Anh ngữ Alex, sau đây tôi xin hướng dẫn quý phụ huynh cách xem lại video lớp học của con. Đầu tiên, phụ huynh cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft Teams ở trên máy tính. Theo thông tin đăng nhập của bên nhà trường, khi đăng nhập thành công, phụ huynh sẽ thấy hiện lên nhóm lớp học của con. Ở đây tôi xin ví dụ nhóm lớp học của bạn Châu. Khi đăng nhập thành công, quý phụ huynh nhìn thấy nhóm lớp học của con và quý phụ huynh sẽ cần vào nhóm lớp như trên màn hình. Khi vào nhóm lớp, quý phụ huynh sẽ nhìn thấy chữ tệp. Kích vào chữ tệp sẽ thấy hiện lên phần recording, tức là phần ghi hình của giáo viên bên nhà trường. Quý phụ huynh kích vào recording và có thể xem được toàn bộ nội dung của tất cả các buổi học của học viên. Chọn mới đến cũ hơn để có thể xem những video gần nhất. Ở đây tôi xin ví dụ video ngày 28 tháng 9 năm 2024. Quý phụ huynh muốn xem video nào sẽ kích trực tiếp vào video đó để có thể xem được video lớp học của con. Trên đây là toàn bộ hướng dẫn để quý phụ huynh có thể xem lại được video lớp học của con. Xin chân thành cảm ơn.